Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn module không chế nhiệt độ PID 1601. Module này sẽ khống chế động cơ theo thời gian hoạt động dựa trên nhiệt độ. Sau đây mình sẽ nói qua thông số về cái module này. Thì cái module này nhiệt độ hoạt động từ 0 đến 100 độ. Đo được nhiệt độ từ 0 đến 100 độ. Tự động điều chỉnh được ra PID. Nguồn nuôi là 12V, nên mình đã cấp nguồn nuôi ở đây. Trên in là 12V và nguồn ra cũng là 12V ở trên ao để được cái động cơ. Đây dùng điện trở nhiệt LTC. Sai số nhiệt độ 0 đến 100. Tần số refresh 4 4 lần trên giây. Dòng mắc là 15A. Với công suất mắc là 12V 180W. Hiển thị trên LED 0,56. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt, thiết lập và test cái module không chế nhiệt độ này. Thì ở đây nó có 3 nút nhấn, nút set, nút cộng và nút trừ. Hai phím cộng trừ này sẽ giúp các bạn thay đổi các cái giá trị để các bạn cài đặt. Còn nút set này sẽ thực hiện chọn chế độ. Đầu tiên thì mình sẽ nhấn nút set một lần. Đây sẽ là chế độ cài đặt nhiệt độ giới hạn động cơ của các bạn sẽ dừng hoạt động. Nghĩa là đến mức, ví dụ như mình để ở đây là 35 độ, thì vượt ngưỡng ngưỡng 35 độ thì động cơ sẽ dừng hoạt động. Tiếp theo mình sẽ giữ nút set trong 5 giây. Đây sẽ là chế độ cài đặt nội bộ. Sẽ có 6 chế độ từ V0 đến V6. Đây. 6 thiết lập. Mình sẽ bắt đầu từ V0. V0 này là chế độ thiết lập về mặc định của nhà sản xuất. Đây, off là không và on là có, nên là có sẽ trả về chế độ mặc định. Đến P1. P1 là tốc độ của PID, tốc độ phản ứng ấy. Sẽ có 3 chế độ là 1, 2 và 3. Ở đây mình để là 1. Với P2, P2 là độ lợi, cái tỷ lệ thuận, cái này tỷ lệ thuận với cả PID. Sẽ có giải từ 0 đến 9,9. Mình sẽ để là 0,2. Em mình sẽ để là 0,2. P3 là thời gian tích phân. Giải lựa chọn từ 1 đến 999. Đây mình để 200. Tiếp theo là P4 là thời gian vi phân, cũng từ 1 đến 99. Ở đây mình lựa chọn là 25. P5 là duty cycle. Cái này là thời gian chu kỳ hoạt động của động cơ từ 2 đến 20 giây. Ở đây mình sẽ để là 5 giây. P6 là cảnh báo nhiệt độ. Đây sẽ có on và off là không sử dụng, on là có sử dụng. Vẫn nó còn chọn on và chọn set. Đây sẽ vào cài đặt nhiệt độ. Thì khi vượt quá cái mức các bạn quy định thì ở đây là 40 độ. Thì module này sẽ có cảnh báo là nháy đèn led và sẽ có âm thanh kêu liên tục để cảnh báo các bạn là đã vượt quá cái mức nhiệt độ các bạn cài đặt. Đây, xong, các bạn đã xong. Mình nhấn giữ nút set để trở về trạng thái ban đầu. Đây là nhiệt độ môi trường đang là 30 độ. Sau đây mình sẽ tiến hành đấu động cơ vào đây để test cái module này. Đây,
Mình đã đấu xong motor. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành đo. Mình sẽ đưa que đo vào mỏ hàn để tăng nhiệt độ. Đây, sau đây sẽ đưa vào mỏ hàn. Nên là thế, còn 35 độ động cơ dừng hoạt động. Mình sẽ tiếp tục cho nhiệt độ tăng lên đến mức hơn 40 độ. Vượt qua 40 độ thì đã có cảnh báo đèn led đây nhấp nháy, đèn led nhấp nháy và âm thanh là cảnh báo. Khi giảm xuống đến mức 40 độ thì 40 độ thì cảnh báo sẽ tắt. Khi đến khi nào nhiệt độ giảm xuống dưới 37 độ như mình đã cài đặt thì động cơ sẽ hoạt động trở lại. À, 35 độ. Thôi các bạn, mình để là 35 độ. Mình để 35 độ chứ không phải 37 độ. Đấy, giảm mức 35 độ thì động cơ hoạt động trở lại.